Vào khoảng 0 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2015, một chiếc sàn lan để cần cẩu cao hơn 20 mét lưu thông qua sông Dầm Cỏ Tây đã vướng vào đường dây 220 kV Long An Cai Nậy mạch 1 tại trụ 71 và trụ 72. Nằm hai bên bờ sông Dầm Cỏ Tây thuộc địa bàn ấp 3, xã Hướng Thọ Phú và khu phố Nhân Bình, phường 6, thành phố Tân An. Sự cố đã làm mất điện khu vực huyện Thủ Thừa và một phần thành phố Tân An. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công ty truyền tải điện thành phố Hồ Chí Minh đã cử cán bộ và công nhân xuống ngay hiện trường giải quyết vụ việc. Đến tối ngày 10 tháng 5 2015, sự cố đã được khắc phục. Hiện tại, xà lan gây ra sự cố đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để xử lý. Chủ phương tiện gây ra sự cố đang làm việc với cơ quan điều tra để làm rõ nguyên nhân.